Hi guys, welcome back to my channel. Mình là Siri. Và bây giờ là 5 giờ sáng và bây giờ mình phải dậy. Thì vì hôm nay trường mình tổ chức đồ thể thao. Và hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi theo mình nha. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ làm cơm hộp để trưa nay mình đem theo mình ăn. Tại vì trưa nay trường mình cũng không có bán cái gì hết. Một là mình phải đặt cơm trước ở trường. Hai là mình phải tự đem cơm theo. Thì mình dậy lúc 5 giờ sáng, mắt mình còn mở không nổi nữa. Làm sao mà mình có thể chuẩn bị được một cái hộp cơm mà nó đầy đủ chất dinh dưỡng để mà mình đem theo mình ăn, đúng không? Nói chung là đây là một cái hộp cơm pha ke đó mọi người. Mình đã mua một cái hộp cơm ở siêu thị, sau đó thì mình bỏ vô cái hộp cơm của mình để đem theo cho nó gọn hơn. Vậy là mình đã có được một cái hộp cơm rất là ngon để cho nên mình ăn rồi. Và bây giờ mình sẽ ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày dài thật năng động và quay cuồng. Wow, mọi người thấy gì không? Đây là dáng vẻ của một bà nội trợ mà mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy được vào những ngày bình thường. Tại vì sao? Tại vì mình là một đứa rất là lười dậy ăn sáng. Mình sẽ không thể nào mà dậy sớm ăn sáng đâu mọi người. Và hôm nay thì mình vô tình mình đổ được hai cái trứng nó bằng nhau. Cho nên là mình thấy nó hơi giống cái con mắt á. Cho nên là mình trang trí một xíu để nhìn nó ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ skin care, sau đó thì mình sẽ make up. Thì mình sẽ không quên dưỡng ẩm cho da của mình. Tại vì bây giờ trời nó đã vào mùa đông rồi. Nếu mà mình không dưỡng ẩm trước khi make up á, thì khi mà mình make up lên thì nhìn cái lớp nền của mình nó rất là kỳ á, cái nó sẽ bị móc móc á. Bây giờ thì mình sẽ dán mí. Kiểu như là cái mí mắt của mình á, nó là một cái thứ gọi là hên xui nhất trên cái khuôn mặt của mình. Kiểu như là nó buồn á thì nó một mí, còn nó vui á thì nó hai mí, còn nó nửa buồn nửa vui, nó bình thường á thì nó sẽ một mí một bên hai mí. Bình thường mà mình dán mí á thì mình sẽ dán trước khi mà mình bôi kem chống nắng với lại trước khi mà mình make up, thì như vậy nó sẽ bớt lộ hơn và nó sẽ dính chắc hơn. Và mọi người nhớ là đừng quên bôi kem chống nắng trước khi ra đường nha. Bình thường thì mình sẽ che khuyết điểm trước, sau đó thì mình mới đánh kem nền. Tại vì mình thấy là mình làm như vậy thì nó sẽ che khuyết điểm tốt hơn và nó sẽ không có bị lộ cái màu của cái kem che khuyết điểm á. Thôi, đâu phải là video make up đâu, cho nên là đợi mình xíu mình make up xong mình sẽ quay lại nha. Mình cũng chưa biết là mình sẽ mặc cái gì nữa. Thì đây là một hội thể thao đúng không? Thì mình sẽ mặc một cái gì đó cho nó nhìn năng động một xíu. Và mình sẽ mặc với cái quần này, hợp lý không? Bây giờ mình phải đi thôi, không là mình sẽ bị trễ tàu mất. Và hôm nay thì mình make up khá là đơn giản và nhẹ nhàng, sương sương thôi. Tại vì dù gì mình cũng đeo khẩu trang mà đúng không? Hey you! Hi yes you! Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi bộ ra ga. Bình thường thì mỗi buổi sáng á, tụi mình sẽ đi bộ từ nhà ra ga tốn tầm cỡ 10-15 phút. Ở bên Nhật thì mình thích nhất là thời tiết mùa thu với lại mùa đông, nên nó se se lạnh với lại nó không có nắng kiểu bể đầu giống như là mùa hè á. Mùa hè bên này là nắng khủng khiếp luôn á mọi người. Và bây giờ tụi mình vừa mới xuống xe buýt của trường xong. Và mọi người có thể thấy là xung quanh trường mình chỉ toàn là sương mù không luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi vào lớp để tập trung. Do là dịch corona cho nên là năm nay trường mình không có tổ chức kiểu như là nguyên một trường tập trung ở dưới sân nữa, mà là sẽ tập trung trên lớp. Xong rồi tới trò chơi nào thì sẽ gọi cái nhóm chơi trò chơi đó xuống sân chơi. Mày già đi chục tuổi mà giống mấy bà mà ở miền Tây mà ngồi là gác đường ăn chầu, nhà chầu. Ủa đau mày. Con ơi mày đâu nào? Giọt giọt lớp mình đau. Thử thấy lớp mình đau thầy ơi. Có hai mấy con lớp mà tụi mình đang tập trung ở dưới sân để chuẩn bị chơi cái trò chơi của tụi mình.
Yeah, gặp mắt tên nè. Cảm xúc, cảm xúc của bạn thế nào? So bad. Bạn Anh, cảm xúc của bạn đây bây giờ như thế nào? Nóng quá. Trời ơi. Bạn nào cảm xúc của bạn như thế nào? Bây giờ tụi mình sẽ chơi một cái trò chơi mà phải gọi là chơi xong là muốn tiền đền luôn á mọi người. Là tụi mình sẽ quay 10 vòng xong rồi tụi mình phải đi thẳng lên trên kia để đụng một cái cục bóc ở trên kia. Bây giờ là 12 giờ trưa và đã tới giờ ăn của tụi mình rồi. Yeah! Phải gọi là đói muốn xỉu luôn á mọi người. Giờ thì tụi mình sẽ đi xuống ở dưới nhà ăn để ngồi ăn chung với nhau. Đây là một cái toilet trường mà mình rất là thích trong các cái toilet của trường mình. Do là nó vừa có cái khu ngồi trang điểm nè, nó vừa có cái khu toilet nữa. Rất là đẹp. Mệt lắm. Mệt. Bây giờ là 2 giờ trưa và tụi mình sẽ đi xuống dưới sân để tiếp tục chơi trò chơi thứ hai. Mình vừa mới ngủ được một giấc rất là ngon ở trên lớp luôn á. Còn một chờ nữa thôi sẽ đi về. Mệt không? Mệt mỏi quá hả? Nó tiếng đi ngang qua đâu Cái trò chơi này thì mình sẽ làm cameraman chứ mình không có chơi. Vậy cái trò chơi này á, sẽ làm mình quăng cái cục xúc xắc đó, đổ ra cái số bao nhiêu á, thì mình sẽ phải chạy bao nhiêu cái vạch mức đó. はい。さあ、どっちも考え、どっちも考え。ちょっと、いいですね。手前の女性、すごく早い。あ、いきなり。
Tạp chí nè. Phải có nhạc thì mới ra hình tạp chí. Không, mà đồ đồ chín là đợi xí để lòng nhạc Việt Nam cái stock mà đồ có hiểu ấy. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu nha. Đợi xíu nè. Đợi xíu. Đợi xíu, đợi xíu. Dạ. Mẹ đừng tắt máy kê. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi luôn, rồi. Ôi trời, vàng. Em ơi, nói một câu giọng Huệ nghe chơi. Xin chào các bạn. Mình đến em là gái Huệ, một chiếc là rơi cũng làm em hoảng sợ. Còn em? Em còn gái Huệ. Em Đà Nẵng mà. Không, em gái Huệ. Còn em gái gì? Tây Ninh. Gái Huệ. Tây Ninh Huệ. Không, chi luôn rồi em gái Huệ. Bọn em tới từ Huệ mộng mơ. Ơi, Huệ mộng, Huệ mơ. Nhưng nhìn mặt tụi em đâu? Không mộng mơ lắm. Tụi em mộng tưởng. Bây giờ là 4 giờ chiều và tụi mình vừa mới phải xếp một cái hàng dài ơi là dài để có thể lên được cái xe buýt. Oh, are you sleeping? Are yeah. you sleeping? Yeah, I have to sleep. Đây là một cái món mà tụi mình thích nhất, là một cái món mà chiều nào đi học về tụi mình cũng phải đấu tranh tư tưởng là tụi mình có nên ăn không. Tại vì mỗi lần mà tụi mình đi ngang qua cái quán này là thực sự cái mùi nó rất là quyến rũ luôn á. Đây là một cái bánh crepe, ở bên ngoài thì nó sẽ có rất là nhiều vị, nhưng mà mình sẽ thường ăn cái vị caramel. Bây giờ thì mình sẽ làm bài tập. Thì trường mình bây giờ thì một số môn sẽ học online, một số môn thì sẽ học ở trên trường. Nhưng mà đa số thì bài tập á, tụi mình vẫn phải nộp ở trên Google Classroom. Bình thường mà tối nào á, mà mình học xong sớm á, thì mình sẽ ngồi coi YouTube. Thì thật sự ở trên YouTube nó có rất là nhiều cái để cho mình coi luôn á. Mình cũng thích coi rap nữa. Bây giờ là 12:25 và bài nghèo của mình sắp gian rồi. Bây giờ thì cũng đã tối rồi và bây giờ mình sẽ mang vớ vào để mình chuẩn bị đi ngủ đây. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video của mình và mình mong là mọi người sẽ thích cái video này nha. Love guys.